Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Chắc hẳn trong những ngày vừa qua, anh em đang rất rầm rộ về thông tin Realme GT Neo 5 không nhận SIM tại Việt Nam. Thế thì trong trường hợp mà chúng ta không có những cái giải pháp để fix cái lỗi này, thì đến lúc chúng ta chuyển sang một hãng khác rất quen thuộc. Đây là một cái lời chia sẻ của bạn Phong Phong. Neo 5 bị lóc rồi, chuyển sang Xiaomi đi anh em. Đây cũng là một cái mà mình thấy khá hợp lý đúng không? Không biết ý anh em thế nào. Oppo này, Vivo, Realme hay là OnePlus đều thuộc nhà BBK Electronics. Cái tình trạng Realme GT Neo 5 không nhận SIM ở Việt Nam không chỉ có tại Mobile City đâu, và có rất nhiều kênh khác đều gặp tình trạng tương tự. Anh em thấy cứ như kiểu Realme sắp tới phải dùng SIM ghép giống iPhone đến nơi ấy nhỉ? Và cái tình trạng không nhận SIM ở Việt Nam ấy, nó xảy ra ở một vài hãng thuộc BBK rồi nha. Và mình nghĩ này, cái vấn đề, cái nguyên nhân gốc ấy, phải chăng là do cái ROM gốc thôi. Anh em có thể đợi một thời gian nữa xem là có cái ROM quốc tế hay là không, và may ra ROM quốc tế có thể fix được cái lỗi này. Cái cách thứ hai, nhờ vào anh em pháp sư Trung Hoa hay là anh em pháp sư Việt Nam thôi, chứ tầm này thì chỉ biết đợi chứ anh em không biết làm gì luôn. Và mình cũng lưu ý cho các bạn một điều, khi các bạn up sang cái ROM quốc tế trên Realme GT Neo 3 ấy, khá là vất vả nha. Neo 5 mình hy vọng là nó up ROM dễ dàng hơn, chứ như kiểu là OnePlus thì thôi, rất là khó luôn. Nên tầm tiền này, trong trường hợp mà chúng ta muốn đổi sang một chiếc máy nó an toàn hơn, có thể nhận SIM Việt Nam một cách ngon lành, thì anh em có thể cân nhắc sang Xiaomi. Tầm tiền Neo 5 thì có Redmi K50 Ultra đấy, hoặc là Redmi K60. Hai con này thì khá là ổn cho tầm giá rồi, thì anh em có thể là cân nhắc một trong ba nhá. Tuy nhiên, trước khi mà thay đổi sang một hãng khác mà anh em nào thích Neo 5 lắm rồi mà không thích Xiaomi, thì cố gắng đợi một thời gian nữa xem nó có fix được cái lỗi này hay là không. Sau đó mình mới nghĩ sang cái chuyện chuyển sang một vài sản phẩm của Xiaomi. Câu hỏi đến từ bạn anh Huynh. Anh ơi, em chỉ chơi Liên Quân, sử dụng tác vụ cơ bản và dùng lâu dài, thì nên mua Redmi Note 11e Pro hay cố lên Note 11T Pro ạ? Đang hơi phân vân vì mà nó chưa đẹp bằng Note 11e Pro, mong anh rep. Nếu như mình để cho mình lựa chọn nha, bạn chỉ chơi Liên Quân này, rồi là sử dụng các tác vụ cơ bản và dùng lâu dài, thì mình vẫn thiên nhiều hơn về Redmi Note 11e Pro. Bởi vì sao? Như bạn có chia sẻ ở đây là về cái điểm yếu chí mạng trên Redmi Note 11T Pro là màn hình, tấm nền iPad LCD thôi. Nếu như bạn sử dụng lâu dài này, bạn có xem phim giải trí trên cái tấm nền nó không mấy xịn sò ấy, mà dùng lâu dài thì thực ra vẫn được, nhưng mà về cái trải nghiệm thị giác này nó sẽ không phải là quá thích. Còn các bạn có chơi game Liên Quân thì với chip Snap 695 hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu của bạn. Các bạn cũng chỉ có sử dụng tác vụ cơ bản, chắc là nghe gọi, xem phim rồi là tức top thôi, thì mình nghĩ là Vivi 5000 này, công suất sạc có sạc nhanh, có màn hình đẹp, thì bạn nên chọn Redmi Note 11e Pro thôi, chứ không cần phải cố lên 11T Pro đâu. 11T Pro nó chỉ thiên về cái mảng hiệu năng, còn để sử dụng một cách nó toàn diện, nó ngon lành mọi yếu tố ấy, thì mình thấy 11e Pro nó vẫn ổn hơn. Câu hỏi đến từ bạn Thanh Quy Tây Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi giữa mấy con này thì em nên chọn con nào chơi game ngon, dùng tác vụ ổn, mong anh rep. Samsung Galaxy A13 này, Xiaomi Redmi 10C và Xiaomi Redmi 10 5G. Nếu cho mình lựa chọn để cho bạn chơi game nha, mình sẽ chọn con chip Snap 680 trên Redmi 10C. Mặc dù về cái màn hình con này nó chỉ là màn hình giọt nước thôi, nhưng xét về cái mặt trải nghiệm gaming thì Snap 680 chơi nó sẽ ngon lành cánh đáo hơn so với lại Helio G88 hay là Exynos 850 trên Samsung Galaxy A13. Tất nhiên, để đánh đổi một con chip mạnh nhất trong ba con, bạn sẽ cần hy sinh về màn hình. Bởi vì về cái độ phân giải trên con Redmi 10C nó không quá cao đấy. Còn về dung lượng pin thì mình thấy nó cũng ngang hai con kia thôi. Dung lượng pin đâu đó khoảng 5000, công suất sạc là 18W. Đấy là mình đang xét về cái mảng bạn chỉ về chơi Liên Quân thôi. Còn trong trường hợp bạn ở chơi Liên Quân cũng chơi, chỉ thỉnh thoảng chơi, thì mình rất recommend cho bạn sản phẩm là Xiaomi Redmi 10. Em này thì có cái tần số quét là 90Hz, cái độ phân giải nó cao hơn. Và xét về cái mảng thiết kế này thì mình thấy Redmi 10 nó có thiết kế ổn nhất trong ba con. Nó có cái màn hình giọt nước này, kiểu gì thì kiểu nó mang tính chất là nhìn nó đỡ phèn hơn so với lại hai con kia. Cái thứ hai nữa,
là về cái trải nghiệm gaming. Mặc dù là chạy chip Hero G88 thôi, mình nghĩ là chơi Liên Quân vẫn có thể là chơi một cách ổn định được, nhưng mà nó không phải là quá lâu dài. Còn về dung lượng pin trên Redmi 10 thì nó cũng ổn mà. 5000 này đi kèm với cái công suất sạc là 18W, giống với lại Redmi 10C thôi. Nếu như được thì thôi, bạn cố gắng hy sinh một chút về cái khoản hiệu năng để đổi lấy về cái toàn diện nó ngon lành hơn thì nên chọn Redmi 10C nha. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Ngoài ra các bạn còn câu hỏi nào thêm để lại comment bên dưới nha, thì mình sẽ sắp xếp và trả lời dần cho các bạn thôi. Câu hỏi càng khó càng tốt thì mình càng sướng. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Một vài sản phẩm mình có đề cập trong video ngày hôm nay thì mình sẽ để ở đường link phần mô tả và bình luận ghi cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.